hành trình đi giao giày cho Jidoki Á quân Rap Việt 2020 diễn ra như thế nào? Anh em cùng theo chân mình nhé. Xin chào anh em, hôm nay mình có một trận bóng sân 7 tại Bình Thạnh Sport Park, một sân cỏ nhân tạo mình đã có dịp review ở các vlog trước. Nhà mình ở Thủ Đức nên chọn đi đường Phạm Văn Đồng lên sân là tiện nhất. Đây là Gigamon, đi một đoạn nữa anh em sẽ lên cầu Bình Lợi, rồi rẽ vào Nguyễn Xí và sau đó là Phan Chu Trinh. Ở đây có rất nhiều cụm sân bóng nên anh em chú ý coi chừng bị nhầm nha. Trên màn hình là Trung tâm Thể thao Gia Định, một sân bóng cũng rất là nổi tiếng. Đối diện bảng sân Gia Định sẽ có hướng dẫn chỉ đường vào sân Sport Park. Anh em chỉ cần chạy một đoạn sau đó rẽ phải là đến sân. Jidoki là một người em rất là dễ thương trong đội. Anh em thường hay gọi bạn ấy với nickname là chú Vịt Vàng, hay gọi tắt là Vịt. Là lâu rồi. Trước đây thì Vịt cũng đã từng mua một sản phẩm bên mình, đó chính là phiên bản Nike Mac Pro Safari. Giày đi rất là hợp chân nên khi ra phiên bản 15, bạn ấy nhanh chóng đặt thêm một đôi để dành khi nào vào miền Nam thì thi đấu. Còn đôi 14 kia sẽ để ở ngoài Bắc. Mình có in tên lên túi để tặng kèm. Bây giờ sẽ giúp bạn ấy lên chân và anh em vào sân thi đấu thôi. Hôm nay thì mình cũng lên chân đôi Mizuno Alpha Pro, một đôi giày mà mình đang rất vào form. Hy vọng hôm nay sẽ có thêm bàn thắng. Đội hôm nay cũng có một bạn khách mời là người nước ngoài đến thi đấu, trải nghiệm bóng đá phổi Việt Nam. Thi đấu chung với đội của mình hôm nay có em trai của mình là Long Nani. Hôm nay thì có vẻ Long có phong độ không tốt, những cú dứt điểm của em ấy không được hiểm hóc như mọi khi. Điển hình như tình huống này, anh em cùng xem nha. Còn đây là tình huống dẫn đến pha kiến tạo của Vịt cho mình. Khai trương đôi giày mới có một kiến tạo là rất thành công rồi nha. Hay quá Vịt ơi. Đây là pha bóng dẫn đến bàn thắng của mình. Hay quá anh ơi. Sau khi có sự điều chỉnh người, có vẻ như Lam Lê họ gặp sự lúng túng và chưa thể bắt kịp được với những gì mà lúc này bỏ sang. Ôi ôi nó đẹp. Solo đi. Hai em ơi. Solo đặng ơi, solo luôn.
lô tú tú kìa, long kìa, long 1-2 kìa, 1-3. Đấy rồi. Ở pha bóng đối diện này thì cuối cùng Long cũng đã chịu ghi bàn. Hả? Đó là hành trình đi đeo giày và thi đấu khá đặc biệt của mình. Anh em nhớ bấm like, bấm theo dõi để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.